Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán thằng thầy lợi nha các bạn. Thì hôm nay mình nói về tính tổng dãy số từ 1 đến 100. Được chưa? Đây, S bằng 1 cộng 2 cộng 3 cộng 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 đến 1, 100. Thì bước đầu tiên các bạn giúp mình quan sát là cái dãy số này là dãy số tăng và cắt đều. Được chưa? Tăng bởi vì 1 xong lên 2 lên 3 lên tới 1, 100 là dãy số tăng. Tiếp theo cắt đều, làm sao biết cắt đều thì các bạn thấy rằng số 2 nè. Muốn biết cắt đều thì bạn bước đầu tiên các bạn nghe số hạng thứ nhất nè, hay còn gọi là số hạng đầu. Được chưa? Vậy mình phải biết phân biệt số hạng đầu, mình viết tắt nha bạn, số hạng đầu chính là 1. Số hạng đầu hay còn gọi là số hạng thứ nhất, số hạng thứ hai, số hạng thứ ba và đây là số hạng cuối. Số hạng cuối mình viết tắt nha là 1, 100. Thì đây gọi là dãy số cắt đều vì số hạng thứ hai trừ đi số hạng thứ nhất ra bao nhiêu ạ? 2 trừ 1 bằng 1. 3 trừ 2 cũng bằng 1. Tiếp tục như vậy các bạn sẽ 4 trừ 3 cũng bằng 1. Được chưa? Cho thấy rằng các số hạng của nó cắt đều nhau. Ok chưa ạ? Vậy khi các bạn đã biết được số hạng đầu nè, số hạng cuối nè, và các bạn phải cần thêm kiến thức, đó là đây là 1 nha, đây là 2 nè, và 3, đó chính là khoảng cách giữa các số hạng chính bằng số hạng trước, xin lỗi, số hạng sau nha các bạn, sau trừ số hạng trước liền kề. Đó, liền kề, ví dụ như 2 liền với 1 nè, được chưa? Thứ hai liền với thứ nhất nè, vậy sẽ bằng bao nhiêu ạ? Thì các bạn sẽ bằng 2 trừ 1 bằng 1. Vậy khoảng cách của dãy số này là 1. Tiếp theo đó chính là số lượng số hạng, số lượng số hạng mình viết tắt nha, sẽ bằng, thì các bạn nhớ giúp mình công thức, đó là lấy số hạng cuối trừ số hạng đầu chia cho khoảng cách rồi cộng thêm thì 1, thì bằng số hạng cuối là chữ gì, 100 trừ cho số hạng đầu là 1, tất cả chia khoảng cách là 1 rồi cộng thêm thì 1. Cái gì chia cho 1 cũng bằng chính đó, vậy là 100 trừ 1 ra 99, 99 cộng thêm 1 nữa ra 100. Vậy số lượng của cái dãy số này là 100 số. Ok chưa? Cuối cùng đó là công thức liên quan về tổng. Tổng thì các bạn nhớ giúp mình công thức như sau: tổng sẽ bằng số hạng đầu cộng số hạng cuối, tất cả nhân cho số lượng số hạng rồi chia, tất cả chia 2. Ok chưa? Vậy sẽ bằng số hạng đầu hồi nãy là 1 nè, cộng số hạng cuối là 100 nè, tất cả nhân cho số lượng là 100 rồi chia 2. Và các bạn tính giúp mình và comment kết quả ở phía dưới xem ra kết quả là bao nhiêu nha các bạn. Tương tự bài B, S bằng 0, 2, mình cho 0 luôn nha, 0 cộng 0, 2, 4, 6 đến 1, 100. Ok chưa? Rồi, thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình hướng dẫn, có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn nha các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn. Bye bye.